Chào mừng đến với cửa hàng trưng bày đồ gỗ, các sản phẩm chế tác thủ công mỹ nghệ từ gỗ hoàng đàn tại khu vực Lạng Sơn. Đây là cửa hàng của một chị gái của mình. Hiện nay đang cung cấp và cung ứng các sản phẩm liên quan đến gỗ hoàng đàn. Tuy nhiên thì số lượng không có nhiều, chủ yếu là các chi tiết vừa và nhỏ. Bởi vì là gỗ hoàng đàn nó rất là hiếm và hiện nay nó không còn nữa. Cho nên là cửa hàng cũng muốn mở to cũng không mở được. Chế tác ra những sản phẩm như thế này thì cũng thường là mất rất kỳ công. Ở đây thì chúng tôi cung cấp cả hương mũi, hương hoàng đàn và các sản phẩm gỗ. Đây các bác có thể nhìn thấy là những sản phẩm gỗ đã đóng tuyết. Đó là những đồ chế tác thủ công mỹ nghệ. Nó mang tính chất mềm mại từ những sản phẩm gỗ. Đây còn đây là những cái vòng tràng hạt. Tôi là Biên, nhà sáng lập trung tâm cây giống Tâm Đảo. Hôm nay tiện đi chơi thôi. Hôm nay đi chơi để lên chỗ và chị chơi thì là quay trực tiếp cho bác xem những cái sản phẩm này. Đó là những cái sản phẩm gỗ hoàng đàn được chế tác thủ công cực kỳ đẹp. Các bác có thể theo dõi kênh của tôi bằng cách nhìn những cái hình ảnh như thế này. Tại sao mà cái gỗ hoàng đàn nó quý như thế? Bản chất ở Việt Nam không còn nhiều. Cây này trồng rất là lâu năm và đó là thuộc dòng gỗ quý. Khi nó phát ra một cái mùi thơm khiến người ta rất là sảng khoái. Đặc biệt nữa là gỗ hoàng đàn khi mà nó gặp cái không khí sẽ đóng tuyết lại, cực kỳ thơm. Đây là những cái sản phẩm được làm thành những cái cây rất là đẹp. Cái gỗ này thì những cái sản phẩm gỗ này chủ yếu được làm từ rễ của cây hoàng đàn. Và thân thì cái tảng gỗ nó không có nhiều thì đành phải làm như này. Đây đóng tuyết hết rồi nhá. Đấy. Gỗ hoàng đàn đóng tuyết thơm lắm. Thưa bà con, gỗ này nó cực kỳ là thơm và nó phong thủy. Gỗ hoàng đàn được gọi là gỗ của nhà Phật. Mà chúng tôi thì luôn luôn muốn hướng tới bà con từ những cái sản phẩm cây giống đến hướng tới cái quy trình đầu ra của cây nó sẽ làm những cái gì. Vậy không có gỗ to thì chỉ làm những cái đồ như thế này thôi. Đấy, những cái gỗ đen đen này thì không phải. Hiện nay tôi chỉ sử dụng duy nhất một kênh YouTube là Trung tâm Cây Giống Tâm Đảo, có hình đại diện của tôi và tôi là Biên. Hiện nay có rất nhiều người thực tế làm ăn nó cũng không tốt, cho nên là họ cứ lấy cắp hình ảnh của tôi để có thể là hỗ trợ họ bán hàng, rồi họ lừa đảo như nào tôi không cần biết. Nhưng mà kể cả trên Facebook ăn cắp những cái hình ảnh của tôi, rồi làm những cái hình ảnh của tôi, làm như thế nó ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Tôi cũng xin khuyên cáo bà con là khi mua bất kỳ một cây giống nào, liên hệ trực tiếp cho tôi và nhìn thấy mặt tôi, bảo tôi là Biên thì hãy mua. Đó là nguyên tắc chúng ta làm ăn nó dễ chứ. Hiện nay có rất nhiều người hiện nay đang bị lừa đảo. Đây là những sản phẩm gỗ như này đều đóng tuyết rồi.